Em Ngọc chuyên cung cấp các loại cây giống. Xin chào tất cả các bác nhé. Từ ở những cái video trước và những cái thước phim, thước quay clip trước thì em đã giới thiệu cho các bác rất là nhiều những cái cây công trình cảnh quan đô thị mà hiện nay được các dự án của nhà nước cho đến các dự án của cấp quốc gia họ đang quan tâm và rất là thích trồng những cây công trình dự án như là cái cây bàng Đài Loan này, đấy, cho đến những cây ban trắng này, cho đến những cây phong linh này, cho đến những cây như là cây sang này. Đấy, thì trong cái video hôm nay em Ngọc xin phép được giới thiệu và chia sẻ thêm cho các bác một cái loài cây mà trồng làm dự án ở các khu đô thị này, các cung đường, tuyến phố mà hiện nay được rất là nhiều các dự án đang quan tâm. Đó chính là cái cây muồng Hoàng Yến hay còn gọi là Osaka các bác nhé. Đây là một loài cây mà trồng để phát triển ở những cái khu vực như là ở ven đường này hay là các tuyến đường con phố nhé các bác nhé. Đấy, cây này thì bên em đang chuẩn bị để đảo bầu rồi. Cây thì đang rất là đẹp và khỏe các bác nhé. Đây, em nhổ lên cho các bác xem này. Đấy, đây là một cái cây muồng Hoàng Yến các bác này. Đấy, muồng Hoàng Yến. Cây muồng Hoàng Yến này thì nó có một cái sắc hoa rất là đẹp các bác nhé. Nó giống như là những cái cây ban trắng hoặc là những cái ban Tây Bắc ấy, trồng ở các cung đường tuyến phố ấy các bác ạ. Đến mùa thì cái cây muồng Hoàng Yến này nó ra một cái sắc hoa màu vàng rực luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Đấy, trong cái tên của nó là đã có thể hiện được cái màu sắc rồi. Đó là chữ hoàng. Hoàng thì là theo như dịch ra thì nó là màu vàng các bác ạ. Đấy, màu vàng nha các bác nhá. Chính vì vậy mà khi cây này nó phát triển và sau khi mà nó đủ thời gian, đủ 5 tháng á, thì nó sẽ nở hoa. Đấy, nở hoa rất là đẹp. Nên là hiện nay các dự án trồng ở các khu đô thị này, công viên này, hay là trường học này, ở các tuyến đường, con phố này, hay là những cái khu công cộng thì người ta đang rất là thích và ưa chuộng trồng cái cây muồng Hoàng Yến này. Đấy, để thứ nhất là làm cảnh quan. Bên cạnh đó nữa thì cái tán và cái lá của cây muồng Hoàng Yến này nó phát triển rất là nhanh và nó rất là dày tán và lá to. Chính vì vậy mà nó mang lại cho chúng ta cái bầu không khí rất là dễ chịu. Và bên cạnh đó thì cái muồng Hoàng Yến này nó giúp lọc không khí này, điều hòa không khí rất là tốt và hiệu quả nhé. Vì vậy mà hiện nay cây này cũng đang là một trong những cái dòng cây mà được các dự án đang lựa chọn số 1 là cái cây trồng cảnh quan công trình. Đấy, nếu các bác mà đang tìm một cái loại cây cảnh quan công trình nhưng mà chưa biết là tìm cái loại cây nào thì các bác có thể tham khảo cái muồng Hoàng Yến này nhé. Và có thể gọi ngay cho em Ngọc qua hotline 0798 414 414, em Ngọc sẽ tư vấn thêm và chia sẻ cho các bác thêm những kiến thức về cây muồng Hoàng Yến này nhá. Các bác mà có nhu cầu cần số lượng lớn thì các bác liên hệ ngay cho em Ngọc nhé. Đấy, các bác thấy không, đây đằng sau và phía bên cạnh của em Ngọc đây là những cái cây muồng Hoàng Yến này đang được chăm sóc rất là tươi đẹp ở tại trung tâm cây giống Tam Đảo của bên em Ngọc nhé. Đấy, bên em Ngọc có số lượng rất là lớn và rất là nhiều các kích thước khác nhau. Các bác mà cần loại nào và kích thước bao nhiêu thì liên hệ ngay cho em Ngọc nhá. Còn bây giờ thì em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.